đa số là đẹp. Cái phần thiểu số thì lát chúng tôi sẽ nhắc trực tiếp luôn. Vâng, kính thưa quý vị, đội A, Jun Vũ, Trịnh Thăng Bình và Will. Xin giới thiệu Khá Như, Jin Tuất Kiệt và Lê Dương Bảo Long. Mình đâu phải là giới thiệu quán quân đâu mà xuất hiện như là quán quân vậy ta. Có, ở đây có quán quân hoài, Lê Dương Bảo Lâm. Với kiến thức miền Bắc của em thì ngày hôm nay em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em phải là hên. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em tài năng thật sự. Ngày hôm nay em sẽ quán quân một lần nữa. Say. Chúng em đã quay trở lại và hứa hẹn sẽ mang tới cho quý vị nhiều điều hấp dẫn hơn. Đã có nhiều sự thay đổi. Các bạn bây giờ, khán giả bây giờ cũng đẹp hơn hồi xưa nhiều. Đó, trời ơi, phải lắm, khen đẹp mê lắm. Mùa này dữ dội lắm. Dữ dội anh, em không biết sao chứ sân khấu cũng hoành tráng, rồi khán giả cũng hoành tráng, MC cũng hoành tráng, cái gì cũng hoành tráng. Không, anh có hoành tráng gì đâu. Không anh ơi, anh là sự tồn tại là đã hoành tráng lắm rồi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay để mở màn cho cái mùa này, chúng tôi sẽ mời tới đây thưa quý vị là những đội chơi khủng khiếp. Huyền thoại. Huyền thoại, ngày hôm nay đa số là đẹp. Cái phần thiểu số thì lát chúng tôi sẽ nhắc trực tiếp luôn. Còn bây giờ mình cứ nói đẹp trước đi đã. Đội đẹp trước đã nha. Đẹp trước. Vâng, kính thưa quý vị, đội A đó là Jun Vũ, Trịnh Thăng Bình và Will. Đó, trời đất ơi. Đúng là đẹp xuất hiện cái là tự nhiên sân khấu nó lung linh liền luôn anh. Rất sáng. Quỳnh Vũ, dạ. Sao mà có thể giữ dáng được hay quá vậy? Em thực ra ăn cũng nhiều nhưng mà tại vì là chuẩn bị cho chương trình này căng thẳng quá. Thế là em sụt cân bớt. Trời ơi. Dạ thì cứ căng thẳng vậy thôi, gọi là một cái sự chuẩn bị tinh thần anh ạ. Bé nó đang lo lắng. Và với em thì đến đây thì em rất là vui bởi vì chương trình đã mời lại em. Em rất là hạnh phúc nhưng mà kèm theo đó là một cái tâm lý không có vững vàng lắm. Vì hôm nay trong đội Trịnh Thăng Bình đúng không? Không, em không vững vàng với hai người đó. À vậy hả? Trời ơi, mình cũng làm gì đâu không vững vàng. Bình sao hôm nay kiệm lời vậy? Dạ, thì mình nói là người mới thì mình cũng phải nên tiết kiệm lời tí xíu. Đây là lần đầu tiên xuất hiện. Ồ hả? Trong chương trình này. Thì ra là vậy. Những cái kiến thức mà ở ngoài kia thì em thấy Bình cũng khá là nhiều kiến thức. Nhưng mà em thấy những cái gì mà liên quan tới Nhanh Như Chớp là em thấy nó chỉ có chất quốc mà thôi. Chịu chất quốc mà thôi. Dạ. Thì đó cũng là lý do mà sao mà chương trình là từ mùa 1 là cũng mời em tham gia mà không có dám. Tại sợ khán giả coi xong nó mình... Không. Đó. Hãy yên tâm. Với phong thái này thì chắc chắn đội mình sẽ thua, yên tâm. Đội tiếp theo thưa quý vị là đỉnh cao của sự náo nhiệt. Đỉnh cao của sự náo nhiệt sẽ xuất hiện ngay bây giờ với ba thành viên không thể nào khác. Kính thưa quý vị, xin giới thiệu Khả Như, Jin Tuất Kiệt và Lê Dương Bảo Long. Mình đâu phải là giới thiệu quán quân đâu mà xuất hiện như là quán quân vậy ta. Có, ở đây có quán quân hoài, Lê Dương Bảo Lâm. Tại vì á là hả, chương trình định mời em mà em không tham gia thì nhiều mail gửi về nó. Anh Lâm ơi, anh tham gia chương trình Nhanh Như Chớp, anh lên cái đỉnh cao của danh vọng rồi, thì bây giờ anh tham gia nữa anh không sợ hay sao? Nhưng với cái kiến thức uyên bác của em thì ngày hôm nay em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em phải là hên. Mà em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em tài năng thật sự. Ngày hôm nay em sẽ quán quân một lần nữa. Say. Cái đoạn này chúng tôi sẽ phát đi phát lại nhiều lần sau khi thua đội bên kia. Nếu thua đội bên kia chúng tôi phát đi phát lại nhiều lần. Say. Thì Kim Tuấn Kiệt là lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình. Dạ, lần đầu tiên tham gia chương trình. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa vậy hả? Vì sao tham gia? Ủa là em phạt đồng bên đây hay sao mà bị giao cho chị vậy? Hay chị vậy? Dạ tại vì em biết mình ở đâu nên em không có dám tham gia chương trình. Sợ lòi. What? Dạ nhiều cái mình lòi cái gì em? Lòi cái gì? Nhiều cái mình không ổn định cho lắm. Tưởng lòi giới tính. Và hôm nay có Lê Dương Bảo Lâm là coi như là
phật lòng chị Harry Potter rồi. Sao vậy? Tại là Lê Vũ Lâm hay ăn hiếp Harry Potter lắm. Anh ơi, gặp em ổn không? Trời ơi, đầu MC trời ơi. Sao? Hãy giúp anh được 20 triệu, sẽ cho em 3 triệu đi trị đớt. Thân nhau rồi. Chơi lại nhau chị chưa? Harry. Đâu mình làm cái thể hiện tình thân coi nè. Trời ơi. Ông mà nói gì thì nói chứ. Em thấy Lê Dương Bảo Lâm mặt tự nhiên sáng sủa anh ơi. Tự nhiên có cái chuyện vui tới. Thiệt là vui hay sao ấy. Tức là vừa có em bé thứ hai thưa quý vị. Và kính thưa quý vị các bạn, con em vừa đẻ hôm qua. Chính vì ngày hôm nay em tham gia chương trình với hy vọng là sẽ đem về ít tiền. Tại vì hả, bệnh viện ngày 5,2 triệu. Cho nên ngày hôm nay em sẽ chiến thắng. Con em cắt sữa bú tay. Ai cho giải thưởng, trọn đời em mang ơn. Hay quá à, thiệt luôn á. Đúng là em mèo tin luôn á. Mẹ em đẻ em ra là cái miệng em ra trước luôn á. Thì đó em xin đó. Mấy đứa ơi, bớt diễn xuất lại vô chỗ đi. Ủa, chưa giao lưu mà. Không giao lưu nữa. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, giao lưu. Đủ rồi, giao lưu. Đủ rồi, giao lưu. Hoa gì Dương Lâm yêu nhất? Hoa gì? Vui nha. Quỳnh Quân. Chết xa. Cái này cho đó. Thôi bé này càng ngày càng xinh dáng hả? Những người ế lâu năm luôn trong tình trạng thiếu người ấy ở bên cạnh thường hay cảm thấy điều gì? Ế lâu năm thiếu người ấy thấy hiểu, thấy người yêu, thấy người yêu. Coi xàm xàm quá. Tiền gì chỉ có Nhã Phương có? Tiền của anh Trường Giang ạ. À, tiền của anh Trường Giang. Xong gì vốn dĩ ồn ào. Em nghĩ chắc xong Cửu Long á, tại đến chín con rồng chửi nhau. Chín con rồng chửi nhau. Tốt chữ đó. Chàng trai đặt biệt danh cho người yêu. Lỗi. Mỗi lần cãi nhau, chàng trai sẽ nói câu gì cho cô gái hết giận? Làm câu đố vui. Câu đố vui. Ví dụ như là em á, em đặt cái bu ca tên là Lỗi. Thì lúc mà em giận em sẽ nói gì? Anh hay ví dụ á. Thì ví dụ cho em dễ hiểu mà. Ca sĩ Ami hay gọi điện thoại cho người yêu hỏi gì? Sao anh chưa về? Thêm nữa. À, anh đợi em nhé, em chờ. Trả lời. Sao anh chưa về? Hay hỏi gì? Rồi. Mấy giờ rồi anh tắt suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Nghiêu. Nàng tiên cá lần đầu tiên gặp hoàng tử năm bao nhiêu tuổi? Câu này dễ nè. Ủa nè, em biết câu chuyện này mà. Nhưng mà em đâu có để ý tuổi của chị đâu. Nhanh như chớp, cuộc chơi của những tài năng quá hớt. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ca khúc hay, ca dao đều không ngán. Rành mua sắm, rành ẩm thực, rành xu hướng, sành thời thượng, biết liệt kê, đố chữ giải mẹo, bắt bẻ Trường Giang, bắt đền Harry, ai sẽ dậm chân tại chỗ, ai sẽ lên đỉnh vinh quang. Tất cả có trong Nhanh như chớp. 24 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7, Nhanh như chớp. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm.